Thưa quý vị và các bạn, theo kết luận điều tra vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 17 bị can về nhiều tội danh khác nhau. Và kính thưa quý vị, vừa qua một thông tin khi phụ huynh vào lớp đánh học sinh đã bị xử lý. Đó là một số những thông tin chính mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong bản tin của Tuyển bóng đá ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua khi chuyển khoản nhằm ăn chia tiền đã nhận hối lộ, bị can Vũ Hồng Quang, cựu phó trưởng phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đã sử dụng cú pháp đặc biệt nhằm thể hiện công ty đưa hối lộ và lượng khách vượt kế hoạch. Theo kế hoạch kết luận điều tra vụ chuyến bay giải cứu trong giai đoạn 2, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 17 bị can về nhiều tội danh khác nhau, trong đó 6 bị can bị cáo buộc nhận hối lộ trong quá trình cấp phép chuyến bay và cách ly tại địa bàn. Cụ thể, bị can Trần Tùng, nguyên phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên, bị đề nghị truy tố về 2 tội: nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cơ quan điều tra, thì bị can Tùng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, thỏa thuận nhận hối lộ số tiền 4,4 tỷ đồng để tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương cách ly y tế với 3 chuyến bay của ông Lê Văn Nghĩa, lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái công vụ, hưởng lợi bất chính 3,2 tỷ đồng để tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên chấp nhận chủ trương cách ly y tế đối với 5 chuyến bay của bà Bùi Thị Kim Phụng. Tại Quảng Nam, thì bị can Nguyễn Văn Văn, cựu phó giám đốc Sở Y tế, bị can Lê Ngọc Tường, cựu phó giám đốc Sở Văn hóa Thể dục Thể thao và Du lịch, được giao nhiệm vụ thực hiện liên quan đến hoạt động đón công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước để hồi hương cách ly y tế tại tỉnh. Và cuối tháng 5 năm 2021, Nguyễn Thị Thanh Hằng, bị can giai đoạn 1 của vụ án, liên hệ đến phòng làm việc của Văn và Tường để trao đổi về các công ty của Hằng đã được cấp phép chuyến bay và nhà hỗ trợ, tham mưu để Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp nhận công dân về cách ly và đã được đồng ý. Trong thời gian từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022, hai bị cáo Văn và Tường đã phối hợp tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp nhận công dân Việt Nam về trên 56 chuyến bay do Nguyễn Thị Thanh Hằng thực hiện đến cách ly y tế tại Quảng Nam. Sau đó, thì Nguyễn Thị Thanh Hằng đã 5 lần đưa tiền, tổng cộng 450 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Văn. Có 2 lần nữ giám đốc đến phòng làm việc để đưa tiền, 2 lần khác đến nhà riêng của bị can Văn và 1 lần đưa tiền tại quán ăn. Bị can Hằng 4 lần đến phòng làm việc đưa công văn xin chủ trương cách ly và đưa tiền, tổng cộng 400 triệu đồng cho Lê Ngọc Tường. Tại giai đoạn 1 của vụ án, thì Nguyễn Thị Thanh Hằng đã bị xét xử về tội đưa hối lộ, trong đó có số tiền đưa hối lộ cho Nguyễn Văn Văn và Lê Ngọc Tường. Cơ quan điều tra kết luận bị can Văn và Tường đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhiệm vụ được giao, nhận hối lộ để tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho công ty Blue Sky của Hằng được đưa công dân về cách ly y tế tại tỉnh. Tại Hải Dương, khoảng đầu tháng 6 năm 2021, Bùi Huy Hoàng, bị can giai đoạn 1, được Võ Thị Hồng, bị can ở giai đoạn vụ 1 của vụ án, nhờ xin cấp phép tổ chức chuyến bay cho công ty cổ phần dịch vụ và thương mại du lịch Sora, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch quốc tế Biển Bạc. Hoàng đã liên hệ với bị can Lê Thị Phượng, cựu chuyên viên phòng khoa giáo văn xã thuộc văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, xin công văn chấp thuận cách ly y tế của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương và đã được Phượng đồng ý. Theo đó, từ tháng 6 năm 2021 đến cuối tháng 11 năm 2021, Bùi Huy Hoàng đã 2 lần đưa tiền cho Lê Thị Phượng. Lần gần nhất là Hoàng đến nhà riêng để xin công văn chấp thuận cách ly và đưa 300 triệu đồng. Lần thứ hai, Hoàng đưa 350 triệu đồng tại phòng làm việc của bị can Phượng. Và tổng cộng, bị can Phượng nhận hối lộ 650 triệu đồng để giúp cho công ty của Võ Thị Hồng có văn bản chấp thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đồng ý cho công dân nhập cảnh được cách ly y tế tại tỉnh. Và trong quá trình các doanh nghiệp triển khai thực hiện chuyến bay giải cứu đưa công dân về nước, có một số chuyến bay doanh nghiệp không thuê được tàu bay cỡ lớn để chở hết số lượng khách được phê duyệt, cho nên phải thuê 2 tàu nhỏ, dẫn đến phát sinh chi phí trong khi vẫn còn ghế chống khách. Để có thêm lợi nhuận, thì Nguyễn Thị Thanh Hằng, phó giám đốc công ty Blue Sky, và Nguyễn Tiến Mạnh, phó giám đốc công ty Lữ Hành Việt, đã trao đổi, thỏa thuận và được bị can Vũ Hồng Quang, nguyên phó trưởng phòng phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông và Vận tải, đồng ý cấp phép bay
theo số lượng khách vượt so với văn bản đã được phê duyệt với chi phí là 2 triệu đồng trên một khách. Vũ Hồng Quang đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Trường, chuyên viên phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải triển khai cấp phép bay trái quy định cho 1.019 khách và nhận hối lộ tổng số tiền lên đến 1,9 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Quang đã chủ động chuyển khoản 4 lần, chia cho Trường 244 triệu đồng với cú pháp Blue Over 162, Lữ hành Việt Over 43, Blue Over 142, v.v. Nghĩa là chuyển khoản theo số lượng khách hàng 162 khách, 43 khách, 142 khách được cấp phép bay vượt so với văn bản của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho công ty Blue Sky, công ty Lữ hành Việt. Như vậy là bị can Nguyễn Mạnh Trường đã nhận hối lộ 244 triệu đồng để đề xuất và triển khai cấp phép bay quá số lượng so với văn bản được duyệt cho doanh nghiệp theo chỉ đạo của Vũ Hồng Quang. Hành vi đưa hối lộ của Nguyễn Thanh Hằng, Nguyễn Tiến Mạnh và hành vi nhận hối lộ của Vũ Hồng Quang đã bị xét xử ở giai đoạn 1, cho nên không xem xét ở trong vụ án này. Đó là thông tin liên quan đến chuyến bay giải cứu, một trong những câu chuyện mà đã gây ra rất nhiều những sự bức xúc ở trong dư luận thời gian trước khi mà đại dịch Covid đã hoành hành khắp cả thế giới, khiến cho người dân đã phải lao đao. Nhưng bên cạnh đó thì vẫn có những con sâu mọt vẫn biết cách đục khoét và tìm cách để kiếm đồng tiền trong những thời gian mà người dân đang thực sự vô cùng khổ sở, phải không ạ? Còn kính thưa quý vị, thông tin tiếp theo là một cái thông tin mà cũng rất là bức xúc. Bởi vừa qua thì ngày 4 tháng 10, Công an thành phố Tam Kỳ ở Quảng Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 8 triệu đồng đối với ông HVL về hành vi gây tổn hại sức khỏe của người khác. Ông L là phụ huynh vào lớp đánh hai học sinh lớp 8/9 trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ. Trước đó thì vào sáng ngày 24 tháng 9, do xảy ra mâu thuẫn, hai em NNT và PDH học lớp 8/9 đuổi đánh em HHB lớp 8 bị sưng mắt. Sau đó thì em B mượn điện thoại bảo vệ nhà trường gọi cho cha là HVL đến chở vào bệnh viện kiểm tra vết thương. Do bực tức việc con trai bị bạn đánh, đầu giờ chiều thì ông L đã vào lớp học của hai em học sinh, đó là T và H, để đánh hai em này và sau đó rời đi. Liên quan đến vụ việc thì hiệu trưởng của trường Trung học cơ sở Nguyễn Du đã ban hành quyết định kỷ luật khiển trách em T lớp 8/9 có hành vi đuổi đánh bạn gây thương tích nhẹ và nhắc nhở em H lớp 8/9 có hành vi tham gia đuổi đánh bạn và nhắc nhở em B lớp 8/11 có hành vi cố ý trêu chọc bạn gián tiếp gây ra vụ việc. Đây là một trong những điều không mới, bởi thực tế ở trường học hiện nay, đặc biệt là những em học sinh ở cấp 2 và kể cả là cấp 3, thì đó là một trong những cái vụ việc mà cũng khiến cho những người lớn cũng phải bức xúc. Thực tế hiện nay cái việc bạo lực học đường nó là vấn đề đang rất là lan giải, không chỉ ở một hai trường mà cũng trên rất nhiều trường khác nhau. Thế nên với các bậc phụ huynh thì nếu như mà chúng ta không thực sự tỉnh táo và nếu như mà chúng ta quá nóng giận để rồi xảy ra những tình trạng kiểu như vừa qua, thì thậm chí cũng không chỉ đơn giản là phạt 8 triệu đồng đâu. Nếu như gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác, hoàn toàn có thể bị kiện và thậm chí sẽ phải đi tù. Cho nên là hy vọng rằng những thông tin như thế này thì sẽ giúp cho mọi người sẽ cân nhắc trước khi mà đưa ra những quyết định, những hành động của mình, quý vị và bạn nhé. Còn tới đây thì bản tin của Tuyển Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những phần thông tin tiếp theo.